Các em thì phải trẻ nhỏ ra từng công đoạn, chứ không thể nói một mạch mà các em làm được ngay. À, thế còn kinh phí để duy trì lớp học thì được lấy từ đâu thưa bà? Về cái cơ sở vật chất thì có các tổ chức, các đoàn từ thiện biết, và xã Yên Thường thì cũng tài trợ, họ đầu tư cho bàn ghế và một số cái đồ dùng học tập. Thế còn các con ăn trưa thì nhà làm ruộng có gạo thì mang gạo, nhà nào có rau thì mang rau. Còn lại những em khó khăn quá thì thôi không thu. Thế còn lại là những em mà có khả năng thì 100 một tháng để cho các con được ăn trưa, các con học được cả ngày thì bố mẹ mới yên tâm lao động sản xuất. Thì phần lớn là do kêu gọi các cái nhà từ thiện. À vâng, hiện tại thì lớp học đã được xây dựng khang trang, học sinh đều có sự tiến bộ nhất định. Không biết là bà có mong muốn hay là dự định gì cho mình và cho những em nhỏ kém may mắn ạ? Cái lớp này hiện nay là sĩ số 28 học sinh, nhưng mà thực tế những em khuyết tật không được đến trường thì con số phải gấp nhiều lần như thế này. Vẫn còn có những em liệt không đi được, có những em thì gia đình không có điều kiện đưa đi, hoặc có những em lý do này lý do khác vẫn chưa được đến trường. Thì cái nguyện vọng của tôi là các cấp các ngành quan tâm hơn, có kinh phí để có thể duy trì được lâu dài và thu hút những gia đình họ tự nguyện đưa con đến trường. Xin cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Sang trong cuộc trò chuyện vừa rồi, thì ngay tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nơi có lớp học tình thương, vẫn còn những em nhỏ kém may mắn chưa được đến lớp. Nên thiết nghĩ, cùng với những tấm lòng biết yêu thương, rất cần sự dũng cảm của cha mẹ để toàn bộ trẻ khuyết tật đều được đi học. Đến đây, chương trình Đời Như Cổ Tích xin được nói lời tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp câu chuyện Taxi driver. Tài xế taxi. Chắc các bạn còn nhớ con trai của Bessie, cậu Bruno, sẽ trở thành người lái xe taxi. Trong bài học lần trước, chúng ta đã biết chuyện gì đã xảy ra khi cậu ấy đến mua xe của một người đàn ông tên là Stokes. I was wondering whether we could arrange some kind of payment plan. You know, maybe I could pay in installments, something like that. But I thought you were going to pay up front. Your mother told me you had the money. Yes, that was the original plan, but I changed my mind. Did you now? Paying in installments is the modern way of doing things, isn't it? You have to use your imagination if you want to succeed in business, isn't that right, Mr. Stokes? Oh, Bruno, you're a clever young man. I could see that the moment I met you. And I think I've got just the thing for you. Oh, good. You give me 50% of the money now, another 10% next week, and then it'll be the same amount of money every week for the next 15 weeks. 15 weeks? Yes, I realize those are very generous terms, but I like you, Bruno. I want to see you do well. Oh, well, thank you, Mr. Stokes. Now, let's do the paperwork, shall we? Đoạn hội thoại đầu tiên trong bài học hôm nay bắt đầu bằng cảnh Bruno nói với vợ, cô Kika, về cuộc gặp với ông Stokes. Kika không hài lòng về số tiền mà anh ấy đã trả cho chiếc taxi. Cô nói, How much? Are you serious? Bao nhiêu? Anh nói nghiêm túc đấy chứ. Câu hỏi đầu tiên của bài học là Bruno phải trả thêm bao nhiêu tiền cho chiếc taxi? Anh ấy không thể hiểu tại sao Kika lại tức giận. Anh hỏi. We've got the taxi, and we've got some money to spend too. I thought that was what you wanted.
Chúng ta đã có chiếc taxi và chúng ta cũng có một khoản tiền để tiêu. Anh nghĩ đó là điều em muốn. Và dĩ nhiên đó chính xác là điều mà Kika muốn. Và rồi họ không cãi nhau nữa và quyết định đi mua sắm. Trong cửa hàng đầu tiên, chúng ta nghe Bruno nói: "We're interested in a widescreen TV." Chúng tôi muốn một chiếc TV màn hình rộng. Nhân viên cửa hàng trả lời anh ấy thế nào? Trong cửa hàng thứ hai, Kika chỉ cho Bruno xem bộ sofa bằng da thật. Và Bruno nói gì khi anh ấy nhìn thấy nó? Và ở cửa hàng thứ ba, Kika thử một chiếc váy và người bán hàng đã nói gì với cô ấy? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm câu trả lời nhé. "How much? Are you serious? Well, like... Do you realize you're paying double the price? Double? Oh no, I don't think so. Oh, honestly, Bruno, do the maths. Couldn't you negotiate with him? But he said it was a good deal. He said they were very generous terms. And you believed him? Hang on a minute. Just hang on. It was your idea to pay in installments. Yes, it was. But I didn't think you'd be so stupid as to pay double. Well, anyway, we've got the taxi. And we've got some money to spend, too. I thought that was what you wanted. Well, yes. Yeah, I suppose it was. In fact, we've got quite a lot of money to spend. Yes, yes. I suppose we have. So? 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 Let's go shopping! Yay! Can I help you? 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 Yes, good afternoon. Can I help you? Yeah, we're interested in a widescreen TV. A widescreen TV, sir? Well, you've come to the right place. Excellent. Well, what have you got? You've come to the right place. Can I help you? Oh, Bruno, I love this sofa. Beautiful, isn't it? Real leather. Real leather sofa. Just imagine that. What do you think, Bruno? It's fantastic. I love it. I love it. It's fantastic. I love it. Oh, I love it. I love it. So, Bruno, what do you think? Oh, you look fabulous. That is such a lovely dress. Oh, yes, madam. It really suits you. Do you know what? We'll take it. We'll take it. Yeah, we'll take it. I love it. We'll take it. We'll take it. It's fantastic. It's fantastic. It's fantastic. We'll take it. Thank you, sir. Thank you, madam. Have a nice day. Vậy Bruno phải trả thêm bao nhiêu tiền cho chiếc xe taxi? Kika nói: "Do you realize you're paying double the price?" Anh có thấy là anh đang phải trả gấp đôi tiền không? Còn việc mua sắm của họ thì sao? Người bán hàng nói gì khi Bruno nói họ muốn có một chiếc TV màn hình rộng? "You've come to the right place." Anh đã đến đúng chỗ rồi đấy. Và Bruno nói gì khi nhìn thấy bộ sofa bằng da thật? "It's fantastic. I love it." Nó thật tuyệt. Tôi thích nó. Và cuối cùng, người bán hàng nói gì với Kika khi cô thử chiếc váy? "Madam, it really suits you." Thưa bà, nó rất hợp với bà. Và họ hoàn toàn quên giá tiền đã trả cho chiếc xe taxi khi quyết định tiêu tiền và tiêu tiền. Hãy nghe Oplae nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 15, 13 giờ 30 và 23 giờ các ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần. Trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn có thể tìm thêm các nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Trong đoạn hội thoại tiếp theo, cơ trưởng và Bessie đang ở trong văn phòng hãng hàng không. Họ bắt đầu nói về chiếc máy photocopy mới. Bessie nói với cơ trưởng: "It works like a dream." Nó hoạt động rất tuyệt. Sau đó, họ nói chuyện với Bruno. Cơ trưởng nói với Bessie: "I heard he was setting himself up in the taxi business." Tôi nghe nói cậu ấy đang bắt đầu với công việc lái xe taxi. Và cơ trưởng nghĩ gì về ý tưởng này? Ông ấy nói: "Actually, that reminds me."
Thực sự điều đó gợi cho tôi nhớ. Và câu hỏi tiếp theo của chúng tôi là cơ trưởng nhớ đến điều gì? Sau đó chúng ta nghe Bessie gọi điện thoại cho Bruno và cô ấy bảo con trai làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại. Hello, Betsy. Working late? Yes. I'm just finishing some photocopying for Vinny. Any news from Pavi? Oh, she's still not feeling too good. Oh, dear. Well, anyway, thanks for helping out, Betsy. I really appreciate it. By the way, how is the new photocopier? Oh, it works like a dream. Just like Mr. Stokes said it would, eh? It's a shame we didn't meet him before. He's a good contact. Yes, such a charming man. Actually, Bruno went to see him this morning. Oh, yes, I heard he was setting himself up in the taxi business. Yes, with a little help from his mother. Well, I think it's a great idea. Obler Air needs a taxi driver we can rely on. He should do very well. Yes, let's hope so. Actually, that reminds me, I said we'd arrange a taxi tomorrow morning for a couple of passengers, rather important passengers. Oh, really? Yes, they're on the flight to London and need to be picked up from the Lux Hotel. I wondered if maybe Bruno could do the job. Oh, thank you, Captain. I'm sure he can do that. I'll call him right now. Bruno? Yes? Hello? Bruno, it's me. Sorry, I can't hear you. It's me. It's your mum. Who? Sorry, can you call back later? Bruno, it's me. It's your mother. Oh, mum. Can you turn the music down? No, it's all right. I'll go outside. Hello, Mum. Bruno, where are you? Oh, nowhere special. Kika and I just went out to the shops. Oh, really? Yeah, and then we stopped for something to eat. I see. So where exactly are you? Like I said, you know, nowhere special. Hmm, it doesn't sound like that to me. Anyway, you bought the taxi? Oh, yes. Yes, of course I did. And have you made any money yet? No, it's the first day, I mean. And what about tomorrow? Have you got any bookings for tomorrow? Well, not yet. Right, you have now. The captain's got some VIPs he wants you to pick up from the Lux Hotel. The Lux Hotel? Yes, at 8:15 tomorrow morning. And these are important people. The captain's relying on you, so don't you dare be late. No, I won't, Mum. I promise. Vậy cơ trưởng nghĩ thế nào về việc Bruno trở thành người lái taxi? Ông ấy nói. I think it's a great idea. Obler Air needs a taxi driver we can rely on. He should do very well. Tôi nghĩ đó là một ý tuyệt vời. Oblae cần một người lái xe taxi tin cậy. Cậu ấy có thể làm rất tốt. Và cơ trưởng nghĩ ra điều gì? Ông ấy nói. Actually, that reminds me. I said we'd arrange a taxi tomorrow morning for a couple of passengers. Rather important passengers, actually. Thực ra, điều đó nhắc tôi nhớ là chúng ta phải đặt một chiếc xe taxi vào sáng mai cho một vài khách hàng quan trọng. Vậy nên, Bessie bảo Bruno làm gì? Cô ấy gọi cho con trai và nói. The captain's got some VIPs he wants you to pick up from the Lux Hotel at 8:15 tomorrow morning. Cơ trưởng có một vài khách VIP. Ông ấy muốn con đến đón họ ở khách sạn Lux lúc 8:15 sáng mai. Và Bessie nhắc nhở Bruno. Don't you dare be late. Không được muộn đâu đấy. Bruno đã đến đón các vị khách VIP ra sao? Chúng ta sẽ được biết trong bài học tiếp theo. Oblae, tiếng Anh chuẩn của người bản địa, chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Và bây giờ, chúng ta nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay một lần nữa nhé. Oh, thank you, Captain. I'm sure he can do that. I'll call him right now. Bruno? Yes? Hello? Bruno, it's me. Sorry, I can't hear you. It's
sorry, I can't hear you. It's me. It's your mum. Who? Sorry, can you call back later? Bruno, it's me. It's your mother. Oh, mum. Can you turn the music down? No, it's all right. I'll go outside. Hello, mum. Bruno, where are you? Oh, nowhere special. Kika and I just went out to the shops. Oh, really? Yeah, and then we stopped for something to eat. I see. So where exactly are you? Like I said, you know, nowhere special. Hmm, it doesn't sound like that to me. Anyway, you bought the taxi? Oh, yes, yes, of course I did. And have you made any money yet? No, it's the first day, I mean... And what about tomorrow? Have you got any bookings for tomorrow? Well, not yet. Right, you have now. The captain's got some VIPs he wants you to pick up from the Lux Hotel. The Lux Hotel? Yes, at 8:15 tomorrow morning. And these are important people. The captain's relying on you, so don't you dare be late. No, I won't, Mum. I promise. I promise. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo. Hướng dẫn học tiếng Pháp. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la leçon du jour. Xin chào các bạn. Leçon 7. Parler de ses activités quotidiennes.